Chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mời mọi người cùng gia đình mình đi road trip đến San Jose nha. Gia đình mình bắt đầu khoảng 8 giờ 40 phút sáng. Hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên đoạn đường đi rất là vắng vẻ và chạy một mạch không có kẹt xe gì hết. Hôm nay là trời cũng khá nóng nha mọi người. Đó, hai em nhỏ ngồi ở đằng sau đó có được bánh trái đồ ăn ha. Đây, các bạn thấy không, cái xe mà nó chở một cái gì lớn như thế này á, nó sẽ có hai chiếc xe phía sau và chiếc xe phía trước, để cái chữ là oversize load để cho mọi người chạy giảm tốc độ lại nha mọi người. Đi khoảng 2 tiếng thì lúc này mình là rất là buồn ngủ luôn đó mọi người. Rồi, xe của mình đi qua những cái đồi núi mà cái đồi núi toàn là núi trọc không mọi người, không có cây gì hết trơn á. Nhưng mà nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó mọi người ha. Cái này mình sắp tới Bakerfield á mọi người. Hôm nay mình sẽ dừng chân ăn trưa ở tại một cái farm rất là to, một cái điểm dừng để ăn uống nghỉ ngơi rất là lớn ở thành phố Kidoman, Fresno á mọi người. Đây mình tới rồi, Fresno, Kidoman. Ở đây nó có một cái farm lớn rất là lớn gọi là Bravo Farm đó mọi người. Đó thì mọi người nào mà đi Bắc Nam Cali có con nít mà có nhiều con nít phụ nữ trẻ nhỏ mà muốn dừng chân để ăn uống thoải mái thì ghé Bravo Farm nha mọi người. Đi cái tuần này rất là nóng mọi người, đặc biệt ở đây nó cũng rất là nóng, nóng hơn những khu vực khác á, cho nên là mình đi tới chỗ này cũng 3 lần rồi mà mùa nào tới đây nó cũng nóng hừng hực như ngoài sa mạc vậy đó. Thì nó cũng giống như sa mạc á mọi người, nhiệt độ bây giờ ở ngoài trời là 36 độ C, khoảng 95 độ F. Mọi người, bây giờ nhà mình đang dừng ở một cái điểm dừng rất là lớn gọi là Bravo Farm ở Fresno nha mọi người. Thành phố này là thành phố Kidoman City. Đó thì mọi người nào đi mà trên đường từ Nam Bắc Cali á, mà có con nhỏ muốn dừng ăn uống vui chơi á, thì ghé ở Bravo Farm này nha. Đây, Bravo Farm này là gia đình mình vô tình biết được thôi mọi người. Sau đó là những lần sau đi Bắc Cali á, thì đều dừng ở đây để ăn uống và có chỗ cho con nít chơi và có giống như trạm dừng chân vậy mọi người, có mua sắm rồi có ăn kem đủ thứ hết trơn. Đây mọi người thấy không, nó làm mấy cái nhà cũ nhìn nó hơi ngầu, nhìn hơi ghê ha. Đó, cho con nít chơi á. Đây có chỗ nít chơi nè mọi người, đây nguyên một cái khu nít chơi luôn, đi vô trong nha. Đây là tiệm gift shop. Nó làm trên xe. Nó làm trên xe không? AC. Đó, bán
Wow. Chocolate. Chocolate với nho khô. Trời luôn. It costs. Let's go. Wait, but can I show you something first? Oh yeah, bán đủ loại sô cô la hết. Để con mua. Can I show you something? Này bán mát loại hạt. Okay, then come over here. Cách đây mấy năm lúc mà Covid cái mọi người ở trên nó đóng. Đó gì vậy? Ồ, cái bản cách của cái cây á hả? Ôi. Dữ luôn. Trời Đô Mi nó khóa mắt kiến à. Đâu có được mắt kiến. Wow. Cái này là candle nè mọi người. Ồ. Cái đầu xe đây, tất cả các loại nước nè, rồi snack. Wow, mấy cái này là cái gì? Cái này để nấu súp nè, ăn nuôi súp á, nước ngọt. Quá trời, đây có rượu nè. Hi. Wow, gift shop bự vậy. Where is daddy? No. Let's go. There's a bunch of cheese. Let's go, Dominic. Keep going. Keep going. Oh, this is for coffee. There's all kind of cheese here. Yeah. Đầy đủ loại cheese nè. Mát cheese luôn, salami nè. Cheese. Wow, it's a lot of cheese. What is it? Taffy banana. Candy? I like taffy. Dominic? Có bò nè. Oh, they have some fruit too. Okay. Corn. Đây. Kem nè. Đây. Ủa, đây đi đâu rồi? Yeah, she told me about this. Oh, hello. Look. Chơi gì hả? Hello. Oh. Hey, look up. I'm gonna try it. Was it good? He's bad. Where are you to mama? Jimmy. Look, I'm a psychopath. Taco salad. Hey mom. Huh? Can I go to the bathroom, please? Okay. Hey, move
đợi cho nó bắt đầu ra. I know. Chỗ ngồi luôn mọi người, mà rất là mát nha, máy lạnh mở lớn lắm nè, nhìn cảnh ở đây nè giống như là ở ở Texas vậy đó. You like look so cute in the frame. Say cheese. Aww. Say cheese. You're doing video. You're doing video. Đi ngoài đường thì thấy vắng que, mà vô trong tới đây thấy khách du lịch đó, họ dựng ở đây giống như là trà Tâm Anh hay mọi người ở Đà Lạt á. Oh, don't set the table. Trà gì quên rồi ta. Đi Đà Lạt mà có chạm dừng chỗ ăn uống nhà hàng với lại mua quà lưu niệm á. Cái gì Kim Anh hả? Anime. Ủa, quay trái đi. Ok, you guys. Còn nữa không bố, xuống đây. Đồ ăn tới rồi. Chỗ này mát kìa. Yeah. Hey guys. Chỗ làm nhanh quá hả? Sắp. Yeah. Ready. Ngon quá vậy. Chia rib rồi hả? Hay có bò nữa? Yeah, rib thì rib heo hay bò vậy? Ôi ôi burger. Chà bá luôn. Fry. Mm, yummy. Hết bữa ăn này nhiêu tiền? 88. Ăn này hết 80 mấy luôn. Dạ bà. Bây giờ ăn thử thôi. Taco. Này có cái này hả? Yes. Cái này ăn cheeseburger. Cái này. Rồi, khoai bự quá hả? Can you nó chịch. Xin mời mọi người ăn taco, taco chicken. Thiếu xà xà sót. Không, mẹ quay phim cho mọi người xem ở ngoài nha. Đây, ở ngoài nhìn nó rất là, nó hơi ghê ghê. Đó, các bạn thấy. Nhìn như phim kinh dị. Indian. Đó, mấy cái đồ này không biết là họ làm cho cũ hay là đồ cũ thiệt.
Ôi trời, hết hồn cái chiếc. Thấy ghê rợn không? FedEx hả? Rồi. Mấy cái ca, mấy cái container. Rất là cổ kính, rất là cũ xưa. Trời ơi, có mấy cái đồ. Trời ơi, biết từ đời nào nữa. Cái lavabo cũ mềm à. Trời ơi, 50 đồng. Này là cái gì đây? Cái bếp hả? Cái lò oven hồi xưa đó mọi người. Trời ơi. Ê, cái này đồ cũ thiệt nha. Ôi, mấy chai Coca nè. Mấy chai Coca cũ nè. Thấy ghê ghê mọi người ha, như trong phim kinh dị á. Chứ nhiều chỗ không có làm theo. Ồ, đây có milk nè, có sữa nè, sữa đủ vị luôn. Trời ơi, sữa root beer. Nói gì? Này đóng phim kinh dị, phim ma được á. Chỗ nó nóng. Wow, nóng quá. Hot. Đừng đất thoái mày này. This thing is abandoned. Chỗ lên đây luôn. Cái ghê mọi người. Nhìn cái phim kinh dị á. Ghê quá, ghê quá. Cái gì vậy? Sao? Diễn show đây hả? Nóng quá. Dominic, đi xuống. Mở mọi người ơi. Nóng quá. Chắc 37, 38 độ có. Trả lẹ ra xe. Xe tải trước nó chở hành đó mọi người. Cái vỏ hành nó bay giống như là hoa sakura. Rụng bay lả chả. Sắp tới San Jose là mọi người còn khoảng nửa tiếng để mình vào
San Jose thì qua một cái đoạn đường đi ngang những cái nông trại mọi người, những cái chỗ bên lề đường họ bán nông phẩm nè, giống y chang mình đi Việt Nam vậy đó. Đó bên đường họ bán bơ, bán dâu nè, mình thấy rất là rẻ mọi người, 10 trái bơ có $1 à. Nhưng mà thôi, tại vì mình lên đây mình chơi chứ mình không cần mua, nhưng mà trên đường về mình sẽ mua thử như thế nào, coi bơ có ngon hay không. Đó, nhìn đi nhìn không có khác gì cảnh mà đi ở Việt Nam hết trơn á. Mình đã tới San Jose, tới nhà bạn của mình rồi mọi người ơi. Cô. Nha nha, rồi nó mới chạy ra. Mình đi chim ba d. Bây giờ ăn sao lại rủ em đi ăn kem? Bạn đâu cái này. Mình nói mình có juice mà không có juice rồi, mình phải cho hết. Phải bù lại tội nghiệp. Không cả sao chị. Mình đâu có juice đâu. Rồi chờ cái lẩu ra nữa nè. Cúc Facebook.